Các bạn thân mến, bài học hôm nay tôi xin hướng dẫn tiếp cho các bạn phần học tiếng Đài cho người đi giúp việc cũng như đi làm hộ lý. Câu tiếp theo của chúng ta có những câu như sau. Ví dụ, tôi bị chảy máu cam liên tục là Ngoa láo pì huê bề chi. Bề chi có nghĩa là không ngừng chảy, không ngừng. Ngoa láo pì huê, tôi bị chảy máu mũi không ngừng. Ngoa láo pì huê bề chi, chúng ta đọc lại một lần nữa này. Ngoa láo pì huê bề chi. Tiếp tục, chúng ta có câu tôi thấy cảm thấy tức ngực. Ngoa hình khọ chặt chặt. Ngoa hình khọ chặt chặt. Chúng ta đọc lại. Ngoa hình khọ chặt chặt. Ngoa hình khọ chặt chặt. Tiếp tục, chúng ta có câu tiếp theo. Tôi thấy khó thở. Ngoa choan khuầy càn khâu. Ngoa choan khuầy càn khâu. Chúng ta đọc lại này. Ngoa choan khuầy càn khâu. Choan khuầy ở đây có nghĩa là thở. Càn khâu có nghĩa là khó khăn. Khó thở, khó khăn. Tiếp tục, chúng ta sang câu tiếp theo. Tôi bị dị ứng với phấn hoa. Ngoa e poi hu tuy huy huân quay pin. Ngoa e poi hu tuy huy huân quay pin. Chúng ta đọc lại nhé. Ngoa e poi hu tuy Huệ huân quê pin. Quê pin có nghĩa là bị dị ứng. Epoi có nghĩa là cái da. Gọi epoi là da của tôi. Hu thuê huệ huân đối với lại cái gì đó bị. Chúng ta đọc lại này. Ngoa epoi hu tuy huệ huân quê pin. Tiếp tục, chúng ta có câu tiếp theo. Tôi bị gãy xương. Ngoa cụt pịt khi nè. Cụt pịt có nghĩa là xương. Khi nè có nghĩa là bị gãy. Khi nè. Chúng ta đọc lại này. Ngoa cụt pịt khi nè. Ngoa cụt pịt khi nè. Tiếp tục, chúng ta có từ có câu tiếp theo. Tôi bị sái chân, tức là bị trẹo chân đấy. Sái chân với trẹo chân là một. Ngoa kha wai tiểu, hoặc là chúng ta đọc ngoa kha linh tiểu. Ngoa kha wai tiểu. Ngoa khan ninh tiểu. Ngoa khoa ai tiểu. Ngoa kha oai tiểu. Ngoa khan ninh tiểu. Tiếp tục, chúng ta sang câu tiếp theo. Xương sống lưng. Cái này chữa chỗ xương xương eo đấy của tôi nó bị đau. Ngoa phôi tàng cụt e kè. Ngoa phôi tàng cụt e kè. Chúng ta đọc lại này. Ngoa phôi tàng cụt e kè. Ngoa phôi tàng cụt e kè.
khôi tàng ở đây có nghĩa là cái xương 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 sống. Tiếp tục, chúng ta có câu tiếp theo. Chân tôi bị chuột rút, không đứng dậy được. Qua e cà thuê kêu kinh. Qua e cà thuê kêu kinh. Kê bè kinh nái nè. Kê bè kinh nái nè. Kê bè kinh nái nè. Chúng ta đọc lại này. Qua e cà thuê kinh kêu. Kê bè kinh nái nè. Kê bè kinh nái nè. Chúng ta đọc rõ ràng, đọc chậm từng từ, từng câu một, bởi vì câu này nó hơi dài. Nên các bạn chú ý lắng nghe và các bạn hãy đọc theo. Qua e cà thuê kêu kinh. Kê bè kinh nái nè. Tiếp tục chúng ta sang câu chỗ phần bác sĩ chuẩn đoán nha. Anh bị cảm thì nói làm sao? Chúng ta sẽ nói như sau. Ni kamo le. Ni kamo le. Ni kamo le là anh hay là chị. Ví dụ chúng ta có thể thay chữ ni ni vào đây có nghĩa là ví dụ như akung ama kamo le đó, akung kamo le ama kamo le. Ông cụ hay bà cụ bị cảm rồi. Tiếp tục chúng ta có câu anh bị cảm nặng hay là chị bị cảm nặng. Ni tichu kamo le. Ni tichu kamo le. Tichu ở đây có nghĩa là nặng hoặc là nghiêm trọng. Ni tichu kamo le. Ni tichu kamo le. Tiếp tục chúng ta có câu như sau. Amidan của anh sưng rất to và anh còn bị sốt nữa. Câu này dài, chúng ta nên cố gắng lắng nghe và chúng ta nên đọc lại từng câu, từng chữ thật rõ ràng để chúng ta có thể nhớ lâu hơn. Nì nó áo chinh kỳ nái à. Nì che cơ à. Hoa xe. Chúng ta đọc lại này. Nì nó áo chinh kỳ nái à. Nì che cơi e hoa xe. Nì nó chinh. Xin lỗi. Nì nó áo chinh kỳ lái à. Nì che cơi e hoa xe. Ni e na chinh ni e na áo chinh kỳ nái à. Ni che cơi e hoa xe. Câu này các bạn phải đọc từng câu từng chữ cho nó rõ ràng thì chúng ta mới có thể nhớ được, bởi vì cái mẫu câu này nó hơi dài và hơi khó nhớ một chút. Chúng ta đọc tiếp câu tiếp theo. Ni tine si khi cân giảm. Câu này có nghĩa là anh bị viêm khí quản. Khi cân giảm có nghĩa là khí quản này. Tine si có nghĩa là bị viêm. Chúng ta đọc lại nhé. Ni tine si khi cân giảm.